lòng ta lại bồn chồn nôn nao lạ. Dân giết nhiều nữa đi, tàn sát thêm mặt nương tỷ. Nương tỷ, làm gì mà rối rít lo sợ thế? Tây Ba Hầu cơ pháp dương dương, hiệp cùng 800 tấn chư hầu, mạnh như nuôi lỡ nước tràn, chỉ không lo sợ sao mà ngồi đấy ung dung cười? Đó là mưu phục thù trả hận của chị em ta đích thần tử, thì làm sao mà sợ? Đã gây ra nhiều tội ác, đã đến giờ phút nguy dân lạc vui cười. Ngày đêm vui mẹ vui khóc, vui âm thanh rên la, vui máu hồng ngập tràn trong da. Lời của mũi lưỡi phiền ta, ta vì quốc gia vì hận thù mà ra. Ta đã gây cho tổ tiên bao nhiêu tan tóc, một tuổi tuổi chơi bao tiếng khóc. Tại sao ta không dừng vô phiêu vương? Nàng tổ tiên đã làm chị tan vỡ mối tình đầu, và cha tan thân dân quốc hận thù như trời biển. Ta phá hủy nghiệp nhà thương để trả hận thù ngày xưa. Tỷ nương ơi, quán hận chủ dương thì cứ chủ dương mà sát hại, cứ sao chỉ làm cho bao nhiêu người vô tội đầu rơi máu chảy. Chỉ đào bới chỗ trào dân môi huyết hải thâm, chỉ càng đi xa trong ác mây mù. Khoét mắt cương dung, mổ tim tỷ can, cạo đầu cơ tử, hại vợ gió thầm dương. Chặt chân xem mở mổ bụng xem thai, giết thai vì thái tử ân giết chế bào lạc hại các tôi trung. Lập ma sáng ở bồn giết đàn cung nữ. Kỷ mũi ơi, vì ân thọ tàn nhẫn vô lương, bức bách đi ở cha nuốt hận lìa đời, gia đình hạnh phúc ly tan, tình duyên sự nghiệp ra ơi. Hận nước thủy mới dốc tâm, làm thế nào để thâm thân chị đến thế nào? Chị cũng há dạ đầm tâm, em không can chỉ rửa hận cả thù, chỉ cầu xin chị đừng gây tội ác quan. Chị đừng giết hại đứng trung hiền, và cũng đừng làm cho giác ngã thành nhiên. Thế khi đổ tan cơ đồ của vua tù, chị em ta biết trải đường. Mình có công với các cân chư hầu, trong mưu đồ diệt chủ hưng châu. Đi đi đi, tất cả hãy đi cho khuất mắt ta, để một mình ta cười khóc ngất ngây giữa hoa lạc đài ngào ngạt men rượu hương hoa, trên mặt nồng mùi máu này. Ô kìa, dạ. Hôm nay sao ai canh ủ rũ như đóa hải đường lá ngon, như cành liễu xóa tấm thề. Nào, hãy đừng lại đây cho quả nhân âu im dốc thanh tầng của giai nhân tuyệt mỹ mà quả nhân thiết ta yêu quý. Rồi cùng bài trò tiêu khiển vui say, cho rung chiến cả ba lạc đài.
dạ thiếp cảm thấy trong người hôm nay dạ giới bàng hoàng như tình như say. Nào mùi thịt người chết mơ, nào mỡ đầu sôi điên nơi sái bồng, tiếng hải hùng tiêu phụ bị môi thay. Nếu ai cần chê thì tấm sẽ tìm thu vui khác đây mà thay ngay. Ôi, lòng giả nào thầm thiết vang vui cho được chứ, khi mà thành quốc cân bị các tinh chư hầu cũng vinh di phủ. Ngày mai nè, bá lạc đài cũng sụp đổ tiêu tàn nó bể hả? Sụp đổ tiêu tàn? Không đâu, một ngày nào ân thọ này còn sống ở trần gian thì dẫu cho chư hầu hùng binh ba dặn kêu rất về đây ta cũng không nào núp mấy mày. Ai cần cứ an tâm cùng quả nhân vui về quan lạc mặc cho cờ phát tử nhà. Chính là thần dân lại bỏ ta, chính nghĩa là ngôi trời này thần dân vẫn là của ta. Trăm đấng chư hầu hùa nhau làm điều sằng bậy, nếu thì sẽ chết chắn toàn thay. Sức kéo mạnh của chư hầu như thác đổ núi băng, xin bệ hạ tìm mọi cách chống nhân. 800 tấn chư hầu tắm đây thì như con số không, chỉ khuyên ai khanh đừng lo sợ chi cho bận lòng. Thôi thì ai khanh cảm phiền ở ba lạc chờ tin, tắm đi tự giặt xong trở về vui ân tình. Bệ hạ xuất chinh tra giữ gìn thân mạng, thiết tha thiết cầu mong cho người má đau thành công. Tỷ nương, tỷ nương đâu, tỷ nương? Kìa, hỉ mũi em, chị đây, em làm gì mà hốt hoảng lên thế? Chị ơi, quân triều ta thảm nó bài, chư hầu tới đâu là lũy nha đổ thành nghiêng, triều nội sắp đi đảo điên, quân nhà châu trùng trùng điệp điệp đang ồ ạt tràn vào. Chị em ta kiếm không đào của chủ dương, ngài đã nghĩ thọ thương đã nêm giáo bông mà đào, chưa biết sông thác thế hệ nào. Ôi thế nào thì đã tuyệt vọng, chỉ còn thương lửa đào sông. Chị, họ sắp đến đi rồi, em chạy trước mở đường, chị theo sau cho tiếp nhé. Ta phải rời khỏi nơi này. Cung nhân đâu, quốc hầu đâu, chúng nó chạy trốn cả rồi. Trước đây kẻ hầu người hạ, giờ chắc còn ai bảo vệ ta nữa. Tô nương thấy an dạ, còn có tôi đây. Kìa, người đây là kẻ tự cắt tay gạch mặt theo hầu tô nương cùng bệ hạ mấy năm nay. Tự cắt tay gạch mặt, người làm thế ý định gì chứ? Để giết con người phản bội và kẻ đoạt tình. Hả? Người đây là Châu Thăng. Tô nương nhớ mà, nhưng khơi lại đống tro tàn làm chi nữa. Tô nương ơi, thôi khơi ra chi đây nữa kỷ niệm xưa. Cao sàn đâu ai nhớ khổ xa xưa, những nỗi tiếc ngày qua đã phải nhòa. À
Kẻ này những tưởng riêng mình là nạn nhân đã bị nhan sắc của Tô Nương làm khổ lụy. Không ngờ đến cả ông Thọ Trụ Dương và cơ nghiệp nhà thương cũng tiêu hủy bởi dùng nhang ba mì thiên kiên. Ôi thật không ngờ một việc thấy giai nhân xinh đẹp mỹ nữ mà có thể độc ác hơn cái xài lan hổ báo. Một bàn tay nón nà làm khuynh đảo nghiệp nhà thương. Từ lâu tôi định giết tình địch của mình, nhưng rồi tôi lại nghĩ mà thương. Tôi mới xoay quay định giết nàng thì lòng lại xốn xang. Chẳng biết nàng vì sao mà phải đi sâu vào tội lỗi. Biết khi những tay vào máu tươi máu đào tôi rơi máu hồng thù. Tôi thù kẻ làm nước mất nhà tan, tôi hận kẻ làm cái mối tình đầu tôi tan vỡ. Mối tình đầu tan vỡ, phải chăng nàng muốn nói vì yêu châu thân mà nàng phải cắn răng đoạn nghĩa ly tình. Nói yêu đương mà sao không biết đi thèm với lòng mình. Yêu tôi sau khi lên kiểu tấn cung, nàng đã không cùng tôi một lời từ biệt. Trong một chút gì nuối tiếc yêu thương. Đã vậy mà khi về với ân khó rồi nàng còn bày trò dâm loạn, khiến cho trong triều đình phải ngập tràn bể máu. Còn nơi biên thùy thì đầy dày non xương. Chú Thăng ơi, vì ai đắc kỷ nơi bị trời hờn người quán? Vì ai thiết bị sự sanh chết ghi bạn ngang muôn đời? Chẳng chắc kỳ là yêu tình đổi lớp con người. Trai biết được đâu nỗi lòng sắc kỷ, hận nước thù nhà như biển cả trời cao. Đau thù tay chẳng vuông đau, tục hận không binh không tướng. Kẻ dũng lược có trả thù bằng dũng lược, tình yêu thơ phải dùng nhan sắc trả hận. Từng nguy hồ ân thọ sao không giết ân thọ, lại đi mổ tim tỷ can, cạo đầu cơ tử quét mắt thương hoàng hậu. Tận diệt ân hồng ân giáo, toàn là những người hiền lương vô tội. Nàng cũng thừa biết đánh trống phải động chuông, bức mây sao khỏi động rừng. Nhưng khi nàng tỉnh tớn hờn quán, nàng cũng nghe chẳng bao tiếng thang cung hoàng ghê kiếm. Nàng có cảm thấy mình mang đầy nghi nở nao, nhưng nếu muốn từ tên ngôn quân vô đạo thì tại sao nàng không thể không tiến hành theo mưu định của mình? Đó là cái tự nguyện hy sinh danh tiết của riêng mình để chư hầu của Tô Hưng Châu diệt trụ. Ai cho là công hay tội mặc tình? Ai thương ai thương ai gia đình tiếp cùng mạnh tâm. Chàng không giết đắc kỷ này thì người khác cũng giết. Tốt hơn chàng xuống tay đi, cho chết được chết bởi tay chàng, để đền tội lỗi từ lâu sẽ để chàng sầu đau tủi hận. Không không, ta không nỡ xuống tay giết kẻ người đang yêu. Dù nàng hại ta đi đau khổ rất nhiều, nhưng động cơ ấy là do kẻ tham tàn bạo ác. Vậy ta khuyên nàng kiếp trốn khỏi nơi đây, kẻo khó mong đặng toàn thay.
tội kẻ này như biển cả non cao, ắt có lòng thoát chết bởi thương đau. Ôi phải chăng thiện ác đau đầu, chắc tí phải bằng tội ác từ lâu. Kìa, Minh Chi Hầu đã tràn vào, ta đã cản lối cho tô nương thoát nạn. Khanh đâu, mỹ nữ, giai nhân, thái giám, cung tần đều trông đi tất cả. Trong thì chỉ còn tướng khổng mạng luôn dân tanh buồn ba. Ngoài thì những cánh hoa tơi ta rùng bên. Ròn ra những khúc nhạc êm đềm. Ôi kìa trên đồng tố rồng hùng lửa mau, trước cấm đàn lân câu mắt nhìn ta. Nơi say bồn bao chiếc đầu lâu tăng theo nhô ra, nơi bào lát mấy bộ xương người treo lủng lẳng. Kìa tương quan hồn uổng tự kêu gào trong gió lòng cười, dây đòi mang sống ta rồi. Tôn họ thủ dương, nay dẫn số ngươi đã tàn rồi, phải đền mạng cho chúng ta tôn họ. Ôi thế là tàn rồi một thời đại yên ngang, tiên hoàng tay có thể bởi đâu. Mấy triều gây dựng ta tàn hoài, nghiệp cũ thôi rồi chuyển đến châu. Vì mê say sắc thương không nghe lời can gian, nới tay ả đàn bà. Kìa binh quân nhà châu đã gần rổ, tràn vào cùng đường dân mạc ác phải trả đời tội ác từ lâu. Kìa Châu Thắng, sao ngươi chưa thoát thân mà còn vào đây làm gì? Giết hoặc cứu bệ hạ, giết ta vì sao? Để trả hận, bệ hạ đã cướp đoạt đất kỹ người yêu của hạ thần, chậm cướp đất kỹ nữa. Vậy thì nay ta chân đầu để đền trả món nợ tình ta trót dây từ trước. Thần đã trách Đắc Kỷ lấy hai chồng, thì nay Châu Thăng này không được thờ hai chúa. Thế nghĩa là từ lâu Châu Thăng này sống nhờ bổng lộc của bệ hạ, nay vua gặp cơn cùng đồ mát lỗ. Chí mình thần hiến xóa hận tình, lo cứu chúa toàn sinh. Ôi cao cả trung tinh, trên đời có mấy ai nhưng cầm đã gieo tội ác vậy đầy, giờ quyết đền tội nơi đây. Quân bệ hạ kiếp thoát mình rồng, tướng quân mau nổi lửa hồng, cho trăm đền tội với non sông. Nếu bệ hạ thiếu mình thì tử tận, thì Châu Thăng nguyện cùng thoát cho vẹn tình. Đắc Kỷ quả là loài hồ lý yêu mị, đã làm cho lôi chân tử mềm lòng, nhúng tay đau không chém được nè. Na ca có mặt tương đây, mau lãnh lĩnh quốc tới pháp tràng, khen đầu tô Đắc Kỷ để đánh kỹ loài yêu nghiệt. Xin tuân mạng, phen này hồ ly tình hết mẫu gì than thở gì đã cho na ca này quyết tình. Này Đắc Kỷ, hãy đúc đầu nghe đây, định hồ ly Đắc Kỷ bảo tàng phải đền tội với quan hồn tử. Lấy càng khôn biển ta dâng xuống đầu nàng. Tướng quân nói bao lỡ đành chán thương xót đời qua. Đắc Kỷ tiếp đây đâu phải là người yêu ma, như tiên mà đã đồng ngoan. Trước đây tiếp cũng là một vị tiểu thơ đức hạnh,
sống thuần lương thông kính công cao tường chờ đẹp mong can đường đông đông lòng tham vọng của tổ dương gây tan vỡ quyên hương ta không phủ nhận mi ta hồ nhà nhưng đừng sát phạt bảo tàng gây cho chư hầu quán hận tội ngục trời có dung thật là quái lạ lôi chân tử na ca đều là hùng anh đỡ lượt mà cũng không xuống tay giết được đất kỷ yêu ma mấy lượt dung tay được mấy lượt mềm nhún sức lời than thở của đàn bà dương tiễn dạ mau ý lĩnh xử tử của hồ ly đất kỷ xin tuân mạng bó đất kỷ ba quyết không tha cái đầu hồ ly thử xem mi còn dám dở trò chi ta với thần gian đã tự yêu mà cho mi chết bởi tay ta tướng quân ngồi kiếp quen con giận tướng quân còn xót cơ thương muốn chi thiếp đây không có tội chỉ vì thù nhà hận nước tướng quân xếp hại bao đành thôi thôi mi chớ nhiều lời hai chịu chết cho rồi dung dáng thành hoa rộng bình tướng quân ơi liệu rủ hoa xào tướng quân nở giả chớ nhiều lời hãy lệnh lấy một giảng cho hồn về địa ngục tướng quân ngôi hai tướng trẻ không đang tâm hạ sát để kiếp còn kéo dài giây phút chờ đợi tử thần xin lượt tướng quân thiết tha thiết cầu xin tướng quân hãy ban ơn cho tiện nữ dù mọi người đều lên án tư nhưng lòng giá ngài là một đứa hiền minh em hy sinh đấy cả dòng hận nước thù nhà em làm nhà thương sụp đổ nên ngày ngày nghiệp cả mới dự trong bao lâu em khổ đau gian dở mối tình này và chính suối ngầm sầu ngày vì nước vì quân binh phạt tù tiếp cũng vì nhà diệt tổ phụ châu đắc kỷ xã thân giúp chư hầu phục thần hy sinh công nghiệp đạt thành sao nỡ đem tiếp xếp hại đi cho đành hồi đi chơi lắm lời cầu khẩn án tự phải thi hành mau chấp giảng tiên kết liễu đời yêu nghiệt. Ồ quái lạ tại sao giảng thần rung động trong tay ta còn hạ sát mà tay rung không động thủ quả thật cũng đắc kỷ hồ ly nó có nhiều thành thông yêu mỹ ba tướng kiêu hùng mà không hạ sát được trước sắc đẹp mê hồn và lời lẽ tinh ma và tiểu tướng vốn là đệ tử của thần tiên mà vẫn bị yêu tà đắc kỷ thôi miên làm cho tâm thần hơi rúng động hoang mang tiếng than thở của nó làm rũ liệt cả tay chân dù tim sắt gan đồng cũng phải chuyển lây không còn ai can đảm nào mà giết nổi con hồ ly quả như thật đắc kỷ yêu tà thoát được thành thông ta sai người dùng kim bao cũng hoài công thế ta phải dùng đến vuông tiên lục yểm là xong
Trời, gươm lục yểm, thôi rồi không soi khi chẳng dùng ta, nên dùng trên lục yểm quân thành thì đất kỹ này cố mong đặng toàn thân. Tình mơ chúa ơn cha, khi trai sinh chưa dùng tóc sơn hồng, phúc công cho tội tình vì nát liễu dùi qua. Đắc kỷ, Khương Tứ Nha này đã thống lãnh nghĩa bình của tam cầm cân chư hầu, phạt tụ Hưng Châu cương cầm mà họ đau khổ từ lâu, bị mi và tụ dương gây nên tan tóc điêu tàn, nuôi xương sông mau dĩ càng kẻ khóc hận người sầu khang. Và mặt tướng đã bày qua đăng đặt bàn phiên án sẵn sàng, mời nguyên soái lên đàn càng hầu điều khiển gươm linh, thập phục giọng lục yểm chân nhân dùng gươm bao chém đầu loài yếu nghiệt qua đời, cho ngã quốc khởi dân an. Một làn sáng xanh bay lơ lửng giữa trời. Đắc kỷ, hãy đền tội ác. Thôi từ nay số kiếm an bài, xa chung trần ngày hôn phất xuống nơi diệm này. Bờ này lũ yêu lũ tròn đừng không được đâu, hơi những con tà quỷ yêu mà làng gương lúc miếng chân nhân trên má đầu ta đấy trong sáng loà. Gồm lục yểm chân nhân vừa bài Phật qua không xét nhân.